Cô xin chào các em. Trong tiết này, cô sẽ hướng dẫn các em phần ôn tập cho kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1 ở môn lịch sử, địa lý lớp 7. Nào, chúng ta bắt đầu nha. Trong cái bài kiểm tra giữa học kỳ 1 thì chúng ta sẽ có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận cho cả hai phân môn lịch sử và phân môn địa lý. Ở mỗi phần đều có trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm thì các em sẽ làm bài dưới hình thức là chọn đáp án đúng. Phần tự luận thì các em sẽ trình bày dưới hình thức là viết câu trả lời cho câu hỏi. Đây là phần trắc nghiệm. Câu số 1, hai quốc gia đầu tiên thực hiện phát kiến địa lý vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 là hai quốc gia nào? Chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án C, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Câu 2, nhà thám hiểm nào đã phát hiện ra châu Mỹ? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án B, chính là nhà thám hiểm Columbus. Câu 3, nhà thám hiểm nào đã thực hiện chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên của nhân loại bằng đường biển? Và đó chính là Magellan. Các em chọn đáp án đúng là đáp án D. Câu 4, nông dân mất đất phải vào làm thuê trong các đồn điền, trang trại. Họ bán sức lao động và họ đã trở thành lực lượng nào trong xã hội? Các em chọn đáp án đúng là đáp án A, công nhân nông nghiệp. Câu số 5, từ thế kỷ 16, trong các thành thị Tây Âu, phường hội đã được thay thế bằng tổ chức nào? Các em sẽ chọn đáp án B, đó chính là các công trường thủ công. Các công trường thủ công đã dần được thay thế cho các tổ chức phường hội trước đó. Câu 6, một bộ phận lớn chủ đất ở nông thôn cũng chuyển dần sang kinh doanh tư bản chủ nghĩa, lập các đồn điền trang trại lớn, thuê mướn nhân công vào làm việc, và họ đã dần trở thành các tầng lớp nào? Các em chọn đáp án C, đó chính là tư sản nông nghiệp. Câu 7, quan hệ giữa chủ và thợ được thay thế bằng quan hệ nào? Các em chọn đáp án B, chủ và thợ trong các xưởng thủ công không còn nữa, mà đã được thay thế bằng mối quan hệ giữa tư sản và vô sản. Câu số 8, phong trào văn hóa phục hưng lan rộng khắp châu Âu trong khoảng thời gian nào? Thì các em chọn đáp án C, thế kỷ 15-16. Câu số 9, quê hương của phong trào văn hóa phục hưng ở nước nào? Đó chính là nước Ý, đáp án C. Câu 10, những nhà văn hóa khoa học lớn trong thời kỳ phục hưng được đánh giá như thế nào? Chúng ta biết họ đã được vinh danh là những con người khổng lồ. Các em chọn đáp án A. Câu 11, trong tác phẩm của mình, các nhà văn hóa thời phục hưng đã đề cao điều gì? Họ đã đề cao giá trị và vẻ đẹp của con người. Các em chọn đáp án C. Câu 12, ai là người đã đưa ra luận văn 95 điều công khai chỉ trích giáo hội? Chúng ta đều biết người đó chính là Martin Luther. Các em chọn đáp án B. Câu 13, phong trào cải cách tôn giáo đã dẫn đến việc Thiên Chúa giáo bị phân chia thành hai giáo phái nào? Là ai cũng biết hai cái giáo phái xuất hiện sau phong trào cải cách tôn giáo, đó chính là Công giáo và Đạo Tin Lành. Các em chọn đáp án đúng là đáp án D. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua các câu trắc nghiệm của phân môn địa lý. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Âu như thế nào? Rất thấp. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 15, châu Âu có cơ cấu dân số như thế nào? Cơ cấu dân số của châu Âu là cơ cấu dân số già. Các em chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu 16, dân cư châu Âu có tỷ lệ người dưới 15 tuổi và người 65 tuổi trở lên như thế nào? Đáp án cho câu này là đáp án C. Tỷ lệ người dưới 15 tuổi thấp, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao. Câu 17, năm 2020, châu Âu tiếp nhận khoảng bao nhiêu triệu người di cư quốc tế? Thì cái con số này chính là 86,7 triệu người. Các em chọn đáp án B. Năm 2020, các đô thị nào trong các đô thị dưới đây ở châu Âu có số dân từ 10 triệu người trở lên, tức là đô thị lớn đó các em? Thì các em sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D, Moscow và Paris. Câu 19, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và sản xuất ở châu Âu là từ nguồn nào? Cái nguồn cung cấp nước chủ yếu là từ nước sông và nước ngầm.
Các em chọn đáp án D. Câu 20. Tỷ lệ độ che phủ rừng ở châu Âu năm 2020 là bao nhiêu phần trăm? Các em sẽ chọn đáp án A ha, 35%. Câu 21. Đâu là chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu? Thì trong các chất gây ô nhiễm không khí châu Âu mà chúng ta đã được tìm hiểu đó, là ngoài bụi mịn amoniac thì còn có cái chất là NO2. Các em sẽ chọn trong các đáp án này thì cái đáp án đúng là đáp án C, NO2. Câu 22. Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu đã gây ra điều gì về thiên nhiên ở châu Âu? Thì cái hậu quả chính là suy giảm đa dạng sinh học. Các em chọn đáp án B. Câu 23. Các em sẽ chọn cái đáp án nào mà nó không phải là giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường nước? Thì cái việc mà không phải là giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường nước là cái việc sử dụng các chất hóa học để xử lý nước sạch. Nên các em chọn đáp án D. Câu 24. Liên minh châu Âu tính đến năm 2020 thì có bao nhiêu quốc gia thành viên? Có 27 thành viên ha. Đáp án B. Câu 25. Đối tác kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu là các quốc gia thuộc khu vực nào? Đó chính là khu vực Bắc Mỹ và châu Á Thái Bình Dương. Các em chọn đáp án A. Câu 26. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Thì cái từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành cái câu Liên minh châu Âu là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, thì cái từ thích hợp đó chính là từ kinh tế. Đáp án C. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong cái phần trắc nghiệm. Và đây sẽ là các câu tự luận cho phân môn lịch sử và phân môn địa lý. Ở phần lịch sử thì chúng ta có các câu sau đây. Câu 1. Nêu hệ quả tích cực và tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lý. Thì với câu này, phần trả lời của các em phải trình bày đầy đủ hai ý. Ý thứ nhất là hệ quả tích cực. Ý thứ hai là hệ quả tiêu cực. Câu số 2. Nêu những biến đổi chính trong kinh tế và xã hội Tây Âu trung đại. Thì với phần trả lời cho câu 2 này cũng vậy, cũng phải, các em cũng sẽ trả lời đầy đủ hai ý theo yêu cầu của câu hỏi. Ý thứ nhất là nêu biến đổi về kinh tế. Ý thứ hai là nêu những biến đổi về xã hội. Câu số 3. Vì sao xuất hiện trong phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu? Thì cái câu này các em sẽ trình bày cái lý do, cái nguyên nhân cũng như cái sự việc, cái sự kiện trực tiếp xảy ra đã dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu. Rồi, câu số 4 là phần tự luận của phân môn địa lý. Trình bày đặc điểm kiểu khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu. Thì yêu cầu của câu hỏi rất là rõ ràng ha. Các em sẽ trình bày đặc điểm của khí hậu và là kiểu khí hậu ôn đới hải dương, rồi khí hậu ôn đới lục địa. Các em sẽ trình bày theo cái hướng là nêu ra các đặc điểm của kiểu khí hậu ôn đới hải dương và các đặc điểm của kiểu khí hậu ôn đới lục địa. Câu số 5. Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. Cái quá trình đô thị hóa, việc đô thị hóa ở châu Âu nó có những đặc điểm như thế nào? Các em viết ra theo các ý trên. Câu số 6. Trình bày nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và biện pháp bảo vệ không khí ở châu Âu. Thì câu 6 cũng vậy. Yêu cầu của câu hỏi được nêu ra rất rõ ràng. Một là nêu nên cái nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Và hai là trình bày các biện pháp, các giải pháp để bảo vệ môi trường không khí. Phần ôn tập đến đây là hoàn tất. Cô chúc các em ôn tập thật tốt và có kết quả như ý trong cái bài kiểm tra giữa kỳ 1 sắp tới nha. Cô chào các em.